mài Xiaomi hàng độc đấy. Đáo rất độc đáo này. Bé mà làm được như thế này rất là kỳ công đấy. Quá giả đấy. Đây các bác xem, bác xem kinh người đấy, thấy chưa, tầng kia phân tán rất là đầy đủ, rất là rõ ràng. Đôi này đều nhau dàn chặt hai giọt nước này quý hiếm. Xin được chào toàn thể các bác, quý cô chú, anh chị ạ. Hôm nay tôi đến thăm và tác nghiệp tại vườn nhà anh Trung. Thuộc đây nó là thuộc khu vực Thiên Đường Bảo Sơn, đường Lê Trọng Tấn, Hoài Đức, Hà Nội các bác nhé. Thì ở đây ngay đằng sau đây là bãi xe của Thiên Đường Bảo Sơn đây các bác nhé. Bên kia, góc kia là Thiên Đường Bảo Sơn. Đây là bãi xe của Thiên Đường Bảo Sơn. Đấy, và phía kia là đi về mạn Hà Đông nhé. Còn hướng đằng này là đi ra Đại lộ Thăng Long, thì nó rất gần Đại lộ Thăng Long thôi. Và đối diện là cổng Thiên Đường Hòa Sơn. Thì vườn cây của anh ấy thì đang ở trên sân thượng kia các bác nhé. Anh ấy thưa với các bác là anh ấy làm dịch vụ khách sạn lưu trú và cơm văn phòng cũng như đồ uống cà phê. Đây ở đây, ví dụ như ở đây là cà phê Trung Nguyên. Anh có một cái khách sạn nữa ở bên đối diện bên đường bên kia, họ hoạt động lâu rồi. Còn cái này là cái mới. Cái này thì mới vừa mới hoạt động và đã có đồ uống phục vụ, dịch vụ và phòng lưu trú rất là đẹp các bác ạ. Thì anh em ta cùng vào nhé. Tôi cũng chưa gọi anh ấy xuống. Thì cứ tranh thủ làm một cuốc ở bên ngoài luôn, xong rồi các bác vào bên trong, và đến quan trọng nhất là lên xem cây của anh các bác nhé. Thì cũng anh em cũng đang nung nấu, cũng rất muốn một số anh em chơi cũng chuyên sâu có thể hội họp ở đây, có thể gọi là một cái câu lạc bộ nho nhỏ, anh em, những anh em thân thiết và có đồ chơi hay bonsai thì đến đây, thì cũng là nơi có cái không gian để mà ngồi và có đồ uống cũng như là tất nhiên rồi để trưng bày cây cối các bác nhé. Trên sân thượng của anh cũng có khá nhiều cây rồi. Đấy, và thậm chí là dưới khu vực này, sân này thì rất rộng để xe cũng như bày trí rất ok thôi. Có điều đấy là câu chuyện dài hơi về sau. Còn hôm nay thì cùng mời các bác nha, lên tham quan khu vườn của anh nhé các bác nhé. Đấy, các bác vào Trung Nguyên các bác nhé. Trung Nguyên. Khách sạn tên là Oriana Hotel. Oriana Hotel. Đấy. Đây này là bên này là cơ sở 2. Cơ sở 1 thì đã hoạt động rất lâu rồi, cũng rất là uy tín bên kia rồi. Địa chỉ đấy các bác nhé. Khu biệt thự Bảo Sơn, An Khánh, Hoài Đức, Hà Nội. Ok, vào bên trong. Đấy, còn đang mọi thứ đang rất là mới toanh các bác nhé. Không gian tiếp khách này, sảnh nhá, quầy lễ tân. Đây có mấy cháu gái của anh này, tên khách sạn này nhá. Đấy, Oriana Hotel Apartment. Reception. Không gian rất là trang trọng. Đây, tôi ấn tượng cái quạt này, cái bộ quạt trần này, thấy không nhá. Nhân tiện chờ anh xuống, anh chắc đang lại cây cối trên mái. Khu vực sảnh tiếp khách. Chào ông chủ nhá. Sao kiêm luôn kỹ thuật anh. Đấy, đẹp quá. Ra. Vâng, em cứ xem nhờ cá của anh tí nhá. Đấy, các bác nhìn vào thấy cái bể cá đĩa đây, rất là đẹp. Đấy. Cái bể trong suốt luôn mà hôm anh quay cảm giác như là nó đang bơi ở trên không trung ấy các bác. Đấy, xuyên qua bên kia luôn. Rất nhiều màu sắc. Đấy các bác, không gian màu sắc rất là trang trọng. Có cái bể cá, thang máy đi lên đây, sưởi cây tiện lắm các bạn. Không gian cà phê nhé, rất sang trọng. Cây cối.
Uống cà phê, cà phê. Máy pha cà phê. Chuẩn bị đón khách lưu trú chưa anh? Hả? Chuẩn bị đón khách lưu trú chưa? Đấy, khá đẹp thế. Nhìn kiểu như đại dương luôn. Cái gì đây? Tim mấy cả tôm. À. Vitamin xay lẫn. Cứ thả cả miếng thế à? Không phải giữ lại cho nó ăn không nó. À thế à? Cái xuống là nó rơi xuống đây nó hút đi. À, à. À nó mềm thế à? Ừ. Lành nhỉ, nó biết nó đấy nó cắn nhỉ. Là cái tim tươi, xin lầm tươi. Ừ. Đấy, thích không? Vào phát là nhìn thấy cái bể cá sướng rồi. Không gian rất là trang trọng, sạch sẽ, đề co của Trung Nguyên này. À, những cái ô đèn trời này rất là sáng, đẹp. Rộng rãi. Máy pha cà phê này. Túi cà phê hạt. Đây menu, xem qua cái menu một tí. Cà phê thơm thế, đứng đây đã thấy thơm rồi. Cà phê. Bác nào chuyên cà phê mà Trung Nguyên biết vào đây thì lại mê cây nữa thì tuyệt vời rồi. Tí nữa anh em sẽ lên ngắm cây của anh. Đấy. Ra bên ngoài này, rất rộng rãi để xe rồi thanh thang luôn. Đấy. Đây trước mặt đây là bãi xe trên đường Bảo Sơn nha các bác nhé. Cây tùng thơm. Tí nữa anh em sẽ đi lên thang máy để lên trên mái. Đấy. Anh em vừa ra thang máy. Đây là tầng 4 anh nhỉ? Tầng 5. Xong rồi lên trên mái là tầng gọi là mái tầng 6. Đây. Thiết kế decor tôi rất là thích gỗ nhất này. Phòng. Tí nữa anh em sẽ xuống tham quan cái phòng. Có bác nào có nhu cầu lưu trú hay là dịch vụ khách sạn thì có thể ghé qua. Rất là yên tâm. Đây, cây đây. Chà, mấy hôm không sang mà bây giờ đã có cả lan liếc rồi. Đây anh em nhìn đi. Vườn cây cảm quan ban đầu anh em thấy thế nào? Đập ngay vào mắt là đôn chậu đúng không bác? Thứ hai là kê kích rất là sạch sẽ, rất là sạch sẽ. Có vẻ như đã tính toán rất là kỹ. Đây, bắt đầu anh em vào xem. Đi một vòng đi, ta đi một vòng từ trái qua phải. Đấy. Vào xem. Xuống. Bởi vì là còn mới các bạn ạ. Mới ổn định trên này được ít lâu thôi. Cho nên là cây cối thì đấy các bác xem. Form dáng và chất đều là mới. Mới đưa lên. Nhưng mà đã đi vào ổn định rồi. Đây là một cái cây sung rất là hay. Đấy các bác để ý. Đặc biệt một chỗ là vừa nãy các bác xem là toàn men dạ. Ẩm rất tốt đây đó. Được có 2-3 tiếng nắng. À. Anh tưới mấy ngày rồi nó vẫn còn ẩm. À. Bây giờ phải dùng cái này phun lá không? Ừ. Sợ nó thừa nước. Đấy. Chơi được đất Nhật thì còn gì bằng đấy mỗi cái chậu này các bác. Anh em mà chơi cố gắng được bài được bản nhất là tốt nhất. Người ta sản xuất ra để trồng bonsai mà. Nó vừa nhẹ vừa thoáng mà lại sạch, không có vi khuẩn.
sung có mấm nấm mốc bệnh tật gì đấy, để bắt đầu là một cây sung trực. Viên là cứ phun toàn cái mạnh quá. Rồi. Đây xối. Bây giờ cái này nhẹ với lá. Đôn với chậu là theo bộ luôn. Rất khó để các bác thấy ở vườn nào đó mà có thể sắm được như này. Về kinh tế thì tạm miễn bàn, nhưng mà cái chuyện sắm được một cả dàn nó đồng bộ này là khó lắm. Thường thì mỗi nhà có một đôi bộ thôi. Anh em mà chơi cây mà chậu tàu thì cũng biết đấy. Cái chậu như này cũng không, mỗi mẻ người ta về không có nhiều đấy, thì anh cũng phải là rất là nhiều lần mới sắm được cho cái dàn cây như này. Đấy, nhanh thật, hôm trước nó còn chọc lóc, mà nay nó đã um tùm này các bác nhìn. Lá mà lên sớm hơn khoảng độ một tuần nha, tuần trước nha, thì quay nó sẽ nét, các bác nhìn nó dễ hơn. Đấy, trên mái này chơi thì yên tâm rồi. Khu vực đây là nhà anh là mái là cao nhất rồi. Đấy. Đây là một cây xanh Nam Điền. Dáng rất là hot bây giờ này. Rất là hot bây giờ. Đấy. Đây, một cây nữa. Đây là tác phẩm rất là yêu thích. Đặt tên là Đại Hộ Pháp này. Đại Hộ Pháp. Đấy. Hốc hồ gì? Đấy. Ba vai. Đấy, ba vai. Mẫu mực. Đấy. Các bác thấy không? Phân tách rõ ràng. Một cây rất là đường nét rất rõ ràng. Anh em đam mê cây có thể lên đây thưởng thức cà phê, đồ uống, tham quan khách sạn và ngắm cây nhé. Anh Trung ở đây rất là thân thiện. Rất muốn là giao lưu được với anh em mà trong giới cây thì càng tốt. Đấy, có chung đam mê là dễ rồi. Cái xanh Nam Điền nha các bác nhé. Đấy, tôi với anh ý thì cũng từ cái niềm đam mê cây mà đến với nhau thôi. Mỗi tội mình, mỗi lần đến mình kiểu như là bần nông đến nhà địa chủ. Đấy, bộ đôn men dạn kia, cái đôn cỡ thấp hơn. Đấy, đôn kia là đôn kiểu như chân váy nhỉ. Đấy, con đôn này bày rất là hay. Cứ như sản xuất để cho nhau. Cây xanh quê rất là đẹp. Đấy. Đấy, có điều kiện các bác đến ngắm thì nó phê lắm. Nó có không gian và đồ đạc chuyên nghiệp, từ đôn chậu đất cho đến cả phân nhé. Đấy. Đấy, đấy, chúng ta cứ đi từ trái qua phải thôi. Đấy, một bộ đôn chậu cũng rất là đẹp. Đấy, cứ đi từ đôn chậu lên đến cây, một cây si búp đỏ, si búp đỏ. Đấy, rất là bề vệ. Quác nhìn thì là cũng hình dung ra lối chơi của anh đúng không? Đam mê dáng trực rõ ràng và gốc bồ ngọn chỉ, đồ cục kịch bây giờ đấy, đồ đang hot bây giờ đấy. Đợt này anh em cây còn lùng sục khắp nơi, không mua được cây. Cây đẹp thì nhốt, người ta nhốt hết các bác, hoặc là giá rất là cao không mua được. Đấy, và cái thứ hai là bây giờ nhiều người chơi quá, hết hàng, sản xuất không kịp, mà đồ non đồ dâm dúi thì không thích, cứ thích đồ đẹp nhất cơ. Các thợ to quần thảo Hà Nội khủng khiếp luôn các bạn. Dưới Nam Định rồi các nơi Thái Bình đều lên Hà Nội để săn cây, mua ngược từ Hà Nội về. Thế đáng sợ không? Đấy. Thoáng gió, rất là gió thoáng. Kia cả các bác nhìn thiên đường Bảo Sơn ngay bên kia cái đầu rồng kia. Đấy. Địa điểm thì rất là dễ tìm đến thôi. Một số những cái cây cũng đã ở với anh ấy một thời gian ở bên nhà cũ, bây giờ chuyển lên đây cho nó khỏe. Si trên chậu đá rất là lâu năm rồi.
Linh Sam. Linh Sam. Đồn chậu rất đẹp. Con nghê này. Con nghê này, Lucy này, độc đáo, rất độc đáo, hình con nghê này. Như hình một con nghê luôn. Hay là còn gọi là con kỳ lân cũng được, vì các bác tưởng tượng. Đấy. Bốn chân rõ ràng nhá, đuôi, đầu. Đấy, các bác xem. Chất liệu là xi các bác xi búp đỏ đi. Có màu. Đấy các bác xem. Thân này, thân thủ nó u cục. Đúng tính chất của con nghê, con kỳ lân các bác. Người nó vạm vỡ và nó có những cái u biếu. Đấy, các bác nhìn. Anh ấy cũng sưu tầm được cái đồ rất là hay. Đồn chậu và cái xi đỏ sáng huyền. Sáng huyền. Rất già, cây này thì rất già rồi. Giang Huyền. Đấy. Bộ xi dáng cổ đây, bộ ba xi dáng cổ đây. Bên cánh phải là một cây xi cũng rất đẹp, dáng cổ. Dáng cổ. Đấy, sau là một cây dâm bụt. Cây dâm bụt rất gốc gác, rất hay. Trên một chiếc chậu đá. À, người chơi các bác, phong cách định hình thì các bác nhìn là từ cái Hà Nội Pháp nhìn vào là biết rồi. Còn về người chơi thì rất đa dạng. Cây hoa cũng có, những cây dâm bụt hay là những cây dáng cổ các bác xem ở đây. Đây, cây xi. Ở giữa là một cây xi rất là hoành tráng. Đấy. Cây xi mà sau cái này mà nuôi lên nó cũng rất là giá trị. Anh ấy chăm chút cây cối lắm các bạn. Đấy, bên này cây cổ. Cây bồ đề trên đá. Trên đá. Đấy, MC này mới là con rất là hot. Các bác để ý thì có phôi, có hoàn thiện. Thì một khu vườn đang đi dần vào ổn định để đẹp đẽ lên. Và hơi hướng của anh là vừa muốn chơi vừa muốn được làm các bác nhé. Đấy, vừa muốn chinh phục, vừa muốn chơi, vừa muốn làm. Thì anh đưa những phôi chất lượng về và anh làm theo ý của mình, chứ không phải là không có điều kiện vào những cây hoàn thiện. Mà thực tế mà nói, những cây hoàn thiện mà đúng gu bây giờ thì rất ít. Đưa cái phôi nét về là đã rất thành công rồi. Mặc xem cái cây xi này nhá. Cây xi này, chất xi lá tròn này, dằm nó rất là đẹp. Đấy. Thân này cứ như ốc nồi, nó đậu đây này. Rất đẹp, rất sạch sẽ. Đấy, trên cái chậu cũng men dạn luôn, chậu tròn cũng men dạn luôn. Các bác định giá cây này khoảng bao nhiêu? Đấy. Yeah. Nhìn cái phần thân của nó, các bác sẽ rất là thích cái cây này. Nó như cái cây bao báp của châu Phi các bác. À, nhìn này. Ốc nhồi nó cứ đậu đây này. Thích không? Đấy. Đây là bộ chơi bàn trà. Ở giữa là cây xanh hôm tôi có cắt đấy các bác. Cây xanh mini nhưng mà dáng cổ. Và hai bên cạnh là hai cây mai xứ thủy lá nhỏ. Đấy. Rất điệu đà, rất xanh mướt. Form dáng làm rất là kỹ mà cũng kỳ công lắm đấy. Con nhỏ nhỏ, càng nhỏ mà làm được như này càng kỳ công thôi. Thân cốt nó rất là sạch các bác này. Từng tầng rất là riêng đấy, rất là riêng rẽ.
đúng là các nghệ nhân miền Nam làm mai thì không chê vào đâu được. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 9 tầng. Như thế này cũng vậy, 9 tầng. Đấy, rất xanh mướt, xanh xanh. Đây là hàng xách tay, hàng bỏ túi. Đi đấy. Đâu bác được. Vâng. Đấy, đấy, ông chủ đây, bác nhìn xem. Xiaomi. Đấy. Đôi mai Xiaomi hàng độc đấy. Đáo. Hàng rất độc đáo. Tay. Bé mà làm được như thế này rất là kỳ công đấy. Quá giả. Đấy, đây các bác xem. Các bác xem. Kinh người. Đấy. Thấy chưa? Tầng kia phân tán rất là đầy đủ, rất là rõ ràng. Đôi này đều nhau dàn chặn. Hai giọt nước này. Đấy. Quý hiếm. Đấy. Độc đáo, độc đáo. Mà rất sạch sẽ, thân thân rất nu, bác xem rất sạch sẽ đấy. Vừa nãy bảo là cây này làm rất kỳ công, hai cây này trầu ở giữa là một cây xanh. Thì hôm các bác nào có theo dõi kênh thì cũng có biết cây này hôm tôi cắt, bây giờ lá nó đã xanh rồi, bệ bãi của nó trải rất đẹp đấy. Rồi cây cần thăng. Đấy, cây cần thăng mà vào form chơi rồi. Cũng một cây dáng trực. Đấy, các bác xem. Đấy, đây là một cây xanh xanh quê nhưng mà rất đẹp. Form dáng rất đẹp. Cây này các bác mà lúc không có lá các bác nhìn thấy thì phê lắm. Bây giờ đang nuôi sổng nuôi tốt để sau để cắt lọc đây. Các bác xem. Cây của anh mới đưa lên nhưng mà rất là khỏe. Rất là khỏe. Đấy. Lá non phát liên tục. Đây là một trong những cây xanh quê mà tôi rất thích. Đây này. Thích cây này. Nó rất nghệ thuật mà lại rất đầm lùn đúng gu bây giờ. Rõ ràng dáng làng luôn. Đấy, các bạn. Đây, bên này có hai cây hoàn thiện để các bác xem. Đấy, một cây xanh dáng làng rất hay, già không xác định được tuổi tác luôn. Bác nhìn cái phần thân này, nó u đến nỗi nó u sạch lên luôn. Từ rễ cho đến chi răm cục kịch, già sạch luôn, rất già. Và đặc biệt các bác nhận thấy đấy là vẫn là đôn chậu men dạng và rất hợp và rất khỏe cây, vì nó chứa được nhiều đất. Cây này các bác nào, các bác nào mà chê cây này thì xem lại mắt nhé. Nó vui thế. Đó. Đây. Một em nữa cũng rất là hay. Trên đồn chậu men dạng xanh ngọc. Đấy, cùng một cỡ chậu, cùng một cỡ đồn đấy các bác nhé. Mà lên cây rất hay. Nhiều ở đây cũng là một cái ví dụ để cho các bác nào mà hình dung về cái loạt chậu này xem nó lên cây như nào ấy. Thì đây là một ví dụ lên được rất nhiều dáng cây. Đấy, chân này. Ồ, lá cũng đang rất khỏe này. Anh ấy cũng đã phun bọ trĩ cho nên là nó không còn bọ trĩ nữa. Đẹp không bác? Rất mong được đón tiếp những anh em chơi cây chuyên sâu lên chơi tham quan và tiến tới dài hơi là mong muốn cũng là một cái nơi để anh em có thể ngồi với nhau đàm đạo cây cối định kỳ, những anh em thân thiết
tất nhiên không còn nhiều. Đấy. Thì cũng là một cái rất là hay các bác, để cái phong trào nó đi lên và nó là một cái nơi để cho anh em ta ngồi lại nói chuyện về cây, câu chuyện về cây cối, câu chuyện về phong cách chơi, rồi nhâm nhi đồ uống. Quan trọng là có không gian để ngồi các bác nhé. Thế như nhà tôi thì chịu, tôi mà có không gian rộng rãi tôi cũng rất muốn mở một câu lạc bộ để anh em đến tham quan chiêm ngưỡng. Đấy các bác, toàn cảnh khu vườn trên cao của anh Trung. Thì chắc chắn trong thời gian tới nó sẽ đầy lên nhiều, đầy lên nhiều, và cây cối nó sẽ biến chuyển thay đổi rất là nhiều. Thì hy vọng là hẹn gặp các bác một ngày không xa ở trên này, có thể là qua video hoặc là gặp trực tiếp trên này. Thì đó là cái cơ duyên của anh em. Thì tôi rất mong được như vậy. Tí nữa chúng ta nhân tiện chúng ta xuống tham quan một số cái phòng dịch vụ lưu trú khách sạn của anh nhé, để các bác có thể tham quan luôn. Và một số bác biết đâu đấy có nhu cầu công tác ở trên Hà Nội hay là nghỉ dưỡng, hoặc thậm chí là đi chơi trên đường Quả Sơn, thì vào đây nghỉ rất là hay và thân thiện, sạch sẽ, phòng ốc đẹp các bác nhé. Chờ tôi tí nữa cùng anh xuống tham quan một số phòng nhé, anh em tham khảo luôn cái dịch vụ của khách sạn ở đây nhé. Tham quan một số cái phòng mà đang có đây. Đấy. Cửa vào các bác nhá. Cửa gỗ, bên này còn hông là có lan can, có ngách đi các bác nhá. Rất thoáng. Cầu thang bộ. Bắt đầu vào nha các bác nhá. Tôi phải đứng từ cửa vào đi. Cửa đây là cửa gỗ nhập đây. Đấy. Bắt đầu vào là một cái giường đôi. Bày trí rất là đẹp. Quạt trần đẹp. Ban công nhìn ra bãi xe đây. Ở ban công thì cửa kính và có hoa, trồng hoa bên ngoài. Đấy các bác, tivi. Đóng rèm và đây là đi theo ngách cầu thang bộ anh nhỉ? Thoát hiểm đấy. Rất là đầy đủ. Đấy. Rất đẹp. Thoát hiểm mà khách sạn nào phải có cái thang để thoát hiểm. Đây, một màn ngồi. Này các bác nhìn ra bãi xe của Bảo Sơn đây, bên kia là thiên đường Bảo Sơn nhé các bác nhé, bên kia. Đấy, đây là bãi xe, anh em đến đây thì xe cộ thì thoải mái. Đấy. Đây. Đây, tủ giày dù riếc đây. Đây, đèn nghệ thuật. Tủ quầy, tạm gọi là quầy bếp đi, tạm gọi vậy. Kiểu căn hộ. Đấy. Có bếp sống cả sống luôn lâu dài được. Đấy. Có cả bếp luôn. Đây là phòng tắm. Nhìn đã muốn tắm rồi. Vừa tắm vừa ngắm hoa nhé. Nhìn ra phố phường mặt lên trọng tấn kia. Đây là bãi xe thì đường Hoàng Sơn. Bên ngoài thì vừa có hoa. Đấy. Thậm chí vừa muốn vừa tắm vừa tưới cây cũng được. Đấy, bồn tắm. Đấy. Tông màu rất là sang trọng, tinh tế, sang trọng và tinh tế. Đấy. Bồn rửa mặt, rửa tay. Bên dưới này còn có một cái tủ tiện ích nữa. Đấy, các bác xem. Nhìn đã thích là lưu trú rồi. Đấy. Đóng tủ quần áo. Này, có một cái tủ lạnh mini đây. Rất là yên tĩnh các bạn. Vừa nghỉ dưỡng vừa không gian đẹp. Em mò ra ngoài này tí đâu. Được. Từ
cửa này là mở khóa hay nhỉ? À rồi cửa kéo. Đấy các bác nhé, cửa kéo. Đây có một cái bức rất là nghệ thuật. Đấy. Ở đây có thể đi vòng mặt trước được các bác nhé. Đây, đây là cầu thang bộ thoát hiểm đây. Các xem. Đấy là sơ bộ một cái phòng. Và đây là cái ban công hoa đây. Ban công hoa rất là mát. Trên này hệ thống đèn nghệ thuật. Đấy, cầu thang cũng rất là đẹp. Rồi, trên đường Bảo Sơn kia. Đấy, đầu rồng nhá. Ở đây có một cái sân để ngồi cà phê nữa các bác nhá. Ở tầng 2. Đấy. Rất là hoa thiệt. Ok, ok. Đấy các bác, bây giờ tôi sẽ đi từ cửa thoát hiểm đi vào dãy dưới các bác nhá. Đấy. Và bên dưới đây, tiếp tục vào khu vực buồng phòng của tầng này nhé các bác nhé. Đấy. Các bác định hình như cái tầng trên là kia là nhà tắm đúng không? Đây là đi vào chỗ giường ngủ. Anh ý rất là yêu cây như này nè. Rất là yêu cây cho nên là bày trí không gian là đều có cây, đều có cây, có hoa. Hệ thống đèn ở mọi nơi, đầy đủ quy chuẩn của một khách sạn. Đấy, bắt đầu vào cửa đâu nhá, cửa số. Đấy. Rồi các bác xem. Nhà em ở đây mà em muốn ở nghỉ đây một đêm quá. Đấy, các bác xem. Đấy. Lại xuống đây tắm một tí. Đồ đạc bày trí rất là tinh tế đó. Nó sang trọng thì là đâu đó các bác có thể nhìn thấy nhiều khách sạn rất là sang trọng, nhưng mà cái độ tinh tế thì không phải ở đâu cũng có. Tôi thấy ở đây rất là tinh tế, bày trí đồ đạc tông màu, rồi từ cửa, vòi nước, tủ, giường, bếp, đèn điện, không gian, những cái vách ngăn rất tinh tế, rất tinh tế các bạn, rất tinh tế. Đấy, hot trần rất là quý phái, tinh tế, sang trọng. Đấy các bác. Đấy. Các xem. Đây là khu vực cầu thang máy. Đây là cầu thang bộ, còn ngách kia cầu thang thoát hiểm. Rất đầy đủ các nhé. Đây là tầng 3, khu tầng 3. Đấy. Và bên này còn có dãy nữa. Hai phòng nữa. Bên này là một phòng. Tức là mỗi tầng là đang có 3 phòng. Đấy. Cầu thang xuống. Đây. Đây, tầng 2. 2 phòng. Đây. Đấy, các bác xem. Đấy. Có chai vang kia rồi. Đẹp quá. Rất đẹp, sang trọng, tinh tế và mới. Đấy. Mới toanh luôn các bác nhé. Đấy. Các bác đi đường xa đến nghỉ ngơi, bụi bặm tắm qua một cái, nhằm mở cái cửa sổ ban công ra xem view, rồi xuống dưới ăn uống cà phê và đi chơi loanh quanh thăm thú Hà Nội. Đấy, rất là vui các bác. Vâng nha, mường tượng mình đang đi nghỉ ngơi đấy. Đấy, ngoài này có gốc cây tường vi rất là to các bác nha. Gốc cây tường vi. Đấy. Dạng hoa nhài, dưới này dạng hoa nhài. Đẹp quá. Tôi quay chẳng phải là quảng cáo gì cả, kênh toàn cây cối mà. Anh có kênh quảng cáo riêng nhưng mà để thấy là nó rất là đẹp. Rất là đẹp. Mình cũng là người biết thưởng thức đấy các bác. Đấy các bác có thể
tham quan và có những cái lựa chọn cho cái lịch trình lưu trú của mình thì hãy ghé qua đây các bác nhé. Và tôi thì trên hết tôi vẫn là tình yêu cây cối thôi. Rồi. Đấy, cũng rất là vui giới thiệu các bác một cái mô hình vừa cây và có cả dịch vụ để các bác đến chơi, tham quan, lưu trú. Hẹn gặp lại các bác, cô chú, chị nhé. Xin chào.